Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Happy with English. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách để say yes sao cho không nhàm chán nhé. Number 1, no problem, không vấn đề gì. Number 2, sure, chắc chắn rồi. Number 3, definitely, dĩ nhiên rồi. Number 4, you bet, chắc luôn. Number 5, of course, tất nhiên. Number 6, very well, rất được. Number 7, right on, được luôn. Number 8, surely, chắc rồi. Number 9, totally, hoàn toàn đồng ý. Number 10, all right, được. Number 11, sounds good, nghe hay đây. Number 12, for sure, chắc chắn. Number 13, certainly, tất nhiên rồi. Number 14, absolutely, được chứ. Number 15, gladly, rất vui lòng. Number 16, indeed, thật vậy. Number 17, ace, tuyệt vời. Number 18, brilliant, xuất sắc. Number 19, cool, hay lắm. Number 20, oh yeah, đồng ý luôn. Number 21, sure, no problem, diệt luôn, không thành vấn đề. Number 22, 1,000 times, yes, đồng ý cả ngàn lần. Number 23, my choice, exactly, đúng ý mình rồi đó. Number 24, nice, tuyệt lắm. Number 25, why not, tại sao không nhỉ. Number 26, let's go, đi luôn thôi. Number 27, it's on, chiến thôi nào. Number 28, great, tuyệt cú mèo. Number 29, as you wish, chiều ý cậu luôn. Number 30, unquestionably, tất nhiên là được. But when the walls...